xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lục lặc anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy, em nghiêng cái bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lái, còn anh sao lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió. Nắng nghiêng nghiêng bóng nhà xe ta, có đàn chim ríu rít vang ca trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Trâm ơi, ra mùa lúa này á, anh mang trầu cao qua nhà hỏi cưới em nha. Thôi đi, người ta còn nhỏ xíu đó mà cưới cái gì không biết à. Chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lục lặc đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước rộng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy lũi vô bụi bờ à. Gì vậy? Tìm em tìm ở nơi đâu, khi nghe ngọn gió lao sao, bên sông xưa người đi kẻ nhớ. Bên sông này vẫn đợi vẫn chờ, chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi. Xin lỗi Quy Quyến. Dạ, kính thưa anh hai, thật tình của cháu ta thì hôm nay á, theo chấp thuận của đàn gái thì nhà trai có qua bên đây trước mắt là dùng cái lòng đánh nhập gia để tiến hành các nghi thức tất chết cao. Xin đại biểu cho bên nhà gái chấp nhận lời tình của nhà trai để có người ra mời. À, anh dám thề với tôi vậy đó hả? Được rồi, tôi cho anh chết đi nè. Sẽ sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven ngay bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nhỏ, đời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề có nhau trăm năm bền lâu. Câu chuyện cầu cao từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh dèo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Tiệc cưới vô quy thuyền kết hoa, tràng pháo đưa em về. Mang lấy vợ. Với họ nhà trai Khang tiến hành làm cái lễ hỏi cho chỗ cháu Trang và cháu Vũ. Trước hết tôi xin phép anh chị hai và Vũ Quyến cho chúng tôi giải trình những cái lễ sau cái nghi thức là chúng ta làm đèn. Và trước hết đến cái lễ làm đèn thì tôi xin anh chị hai vui lòng cho cháu Trang bước ra trình diện hai họ. Rồi bước ra luôn Trang, bước ra luôn. Còn nhân tình phẩm vật trái cây đào rượu như vậy thì được sự cho phép của luôn là bên nhà trai mang ra qua nhà gái để vật gồm 10 mâm bánh đào rượu, trước là để cúng gia tiên, sau đó thì gia đình sẽ nhận dụng. Và tiếp theo cô bác và anh chị trong hội đồng phân tộc của bên nhà gái, hôm nay là ngày lễ hỏi của cháu Thị Trang. Bên nhà trai đã đến đây rồi và xin phép tiến hành phần nghi lễ. Trước tiên bên nhà trai trình lễ lên đèn. Về phần lễ lên đèn này, bên nhà trai có đem đến 10 mâm phẩm vật
gồm có rượu, trà, bánh và trái cây để cúng cừu làm phật tổ. Mong sự chấp nhận của bên nhà gái để cho cháu phép, cháu rể được phép kính lễ gia tiên. Và thêm vào đó thì bên nhà trai có đem đến một con heo quay để cúng ông bà, tình cho quý cô bác và anh chị em ở bên nam cũng bên nữ nắm phần này để chấp nhận cho cháu rể làm lễ. Trong các phong vật này đều có hóa đơn.
hôm nay. Phật quan nữ của cháu Trang thì gồm có đồ bông và một cái kiềm. Đồng thời thì bà nội cũng gửi cho cháu một cái tấm lắc và một chiếc cà rá để đeo trang trí. Và trong các lễ vật này đều có cái hóa đơn và xin phép được trình với bên Trung Quyết bên Hà Gái cho phép rồi cháu đặt trí số tiền 2 triệu đồng. Thì cái phần tiền này thì mình để tình là tình trước, nhưng mà để sau cái nghi thức đeo bông qua nữ được cho cô dâu rồi mới bạc cái cũng như là cái vấn đề tiền để tính sau cái nghi thức gì sau cùng mình luôn mình trong thôi. Vậy thì bây giờ cháu đã tình trong phần nhà tay bác Lộc thông báo cái gì nói được. Quý cô bác và anh chị trong thân tập ở bên nhà gái để tiếp tục theo chương trình hành lễ đại biểu của nhà tay định lễ cái gì, tức là phần lễ nữ trang. Về phần lễ nữ trang thì bên nhà tay có đem đến cho cô dâu một đôi bông, một chiếc kiềng đeo cổ, một tấm lắc và một chiếc nhẫn. Thêm vào đó bên nhà tay có đem đến 2 triệu đồng để sử dụng trong buổi tiệc hôm nay. Chương trình cho cô bác đây là cái phần lễ thứ gì xin hết. Tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em vòng về. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em vòng về. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em vòng về. Đây cái mặt cái móc cũng sao đang quan dũng nào em danh đã sao trong tôi với mà. Đó. Về cái phần tiền, đây có cũng chương trình cho bà con biết là bên nhà gái xét thấy bữa tiệc hôm nay làm cũng đơn tiện thôi, thành ra hai đàn ấy cũng đều lo cho con. Bây giờ bên nhà gái không chấp số tiền này và nhà gái sẽ một tiền mà lo cho nhà trai. Tôi cũng xin đề nghị ông thương gái cầm số tiền để trao lại cho ông thương trai. Đôi lời từ cái giờ phút mà bên nhà trai đã đến đây cho đến cái giờ này không gì đã thông qua hết cũng do sự quý giải của bên nhà gái. Bên nhà trai có để lời cảm ơn bày lại cho quan trọng và đồng thời cho lời cảm ơn thì xin bên nhà gái vui lòng nhắc cho cháu đi đó là cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
duyên đợi sẵn rồi. Rồi từ ngày cưới sẽ vui, nhờ vì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu năm có cưới vui năm cưới. Cũng chương trình cho quý bà hay là cho bà con nữa, các bạn để ý nhé. Chưa thì con nữa thì chuyện là bị để nó mới có được quyền kêu cha mẹ vợ cha mẹ lâu kêu cha mẹ chồng cha mẹ. Nhưng hôm nay cái thời buổi mình hạn chế hết, là bữa nay bắt đầu kêu cha mẹ tôi đâu quên. Và các ba bữa thằng bái thì để như thế thì ông tôi gái có quyền góp rượu lễ này để cúng ông bà từ cho những bài này. Đi đầu vô đó, đi chay qua nhũ lên để chưa lên nha. Rồi cắt từ dưới ra cái viên nữa. Nãy mai chưa, chưa lên. Cắt lại. Ông bà chưa đâu có bài gì. Rồi cái vũ để giao xuống hai đứa thiên để bàn thờ em cùng thiên cái gì để bàn thờ. Cô dâu xinh